đồng nghiệp hay em út gì đó hay nói em là bà già khó tính hay gì đó, em hay tự ái, em hay giận lắm. Em có nóng tính khi nào về quýnh chồng em? Thì em nhỏ con lắm, không quýnh ai được đâu. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi bây giờ mình giới thiệu về mình đi. Em kính chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và chào quý vị khán giả. Em tên là Hoàng Văn Phương, năm nay 33 tuổi. Em đến từ Đắk Lắk và hiện tại em đang công tác tại công ty dược Anova Bình Dương. Rồi mời bạn nữ giới thiệu. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và khán giả. Em tên là Thùy Mai. Em năm nay 30 tuổi. Mặc dù trên giấy tờ của em là mới có 28. Dạ, em là nhân viên kế toán. Em làm ở đâu? Dạ em làm ở thành phố Hồ Chí Minh. Quê em là Quảng Ngãi. Quê Quảng Ngãi, dạ. Hiện giờ mình đang sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, dạ. Rồi, mình giới thiệu một chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu về mình đi em. Điểm mạnh của em á là em nấu ăn, với lại là em rất biết quan tâm người khác. Em chăm sóc mọi người trong gia đình rất là tốt. Với lại là em cũng vui vẻ, hòa đồng. Dạ. Rồi, điểm yếu là gì? Điểm yếu của em là nói nhiều lắm. Nói nhiều hả? Không, nhiều. Hả? Em hay nóng tính, với lại hay tự ái. Ví dụ như em thì lớn tuổi rồi mà, ví dụ như bạn bè hay đồng nghiệp hay em út gì đó hay nói em là bà già khó tính hay gì đó, em hay tự ái, em hay giận lắm. Chứ... em có nóng tính khi nào về quýnh chồng em? Dạ không quýnh, thì em nhỏ con lắm, không quýnh ai được đâu. Bên đây chắc nhỏ hơn nữa. Phương thì sao, ưu điểm, khuyết điểm của Phương là gì nè? Dạ ưu điểm của em thì hòa đồng với mọi người, chăm chỉ công việc, rồi là đam mê thể thao, thích ca hát, rồi là thích nấu ăn nấu nướng. Thích nấu ăn nấu nướng hả? Thôi bây giờ thích ca hát đâu, làm thử một bởn nghe thử rồi cho nó xôm đi. Em hát chủ yếu là bolero không à? Rồi chơi luôn. Dạ vậy em làm khúc nha. Em dấu yêu ơi, anh đang quay về 10 năm xa vắng. Anh sẽ đưa em đi tìm một giấc mơ đời. 10 năm lạc loài phải không em, 10 năm hận thù chiếu trong tim. Ta trót mong anh mang tuổi hoa niên làm phút lưu đầy. Chết. Sao người ta hát nhạc bolero tình cảm mà em cười dữ vậy em? Phải. Bên đây bạn gái cười quá. Hát như ông địa rồi đó. Rồi thôi, ưu điểm là hát rồi ha, rồi khuyết điểm là gì Phương? Cái khuyết điểm của em thì là nhát gái. Nhát gái. Với là hay thức khuya. Em thức khuya là lúc đôi khi xem phim đến lúc 1-2 giờ sáng luôn đó. Nhát gái dữ lắm hả? Dạ nhát lắm anh. Ví dụ gặp ai lần đầu em đâu có dám nói gì đâu. Lần sau nói liền hả? Chỉ có nhúng tay không à? Em trải qua mấy mối tình rồi mà nhát gái? Thì em trải qua một mối tình sinh viên này. Lâu chưa em? Cái đây khoảng 3 năm rồi. Thì em với bạn gái cũng quen nhau nhưng mà sau này bạn ra trường á. Bạn cũng về quê lập nghiệp. Với là bố mẹ bạn cũng không cho quen xa. Quen mấy năm? Dạ 3 năm. Ở đâu? Ở dưới Long An. Rồi bạn thì đang làm ở đâu? Thì em đang làm ở Bình Dương. Long An, Bình Dương cũng đâu có xa lắm đâu. Nhưng mà cái lý do chính là bố mẹ bạn không cho quen xa. Rồi. Đó là một mối tình ha, 3 năm. Bạn gái thì sao? Mình có bao nhiêu mối tình rồi em? Em thì không có mối tình nào ra mối tình nào hết. Không có mối tình nào hết? Dạ. Ví dụ như em quen á, tầm 2-3 tháng gì đó. Cái xong không thấy hợp, cái chia tay vậy thôi. Mình có tìm hiểu nguyên nhân là tại sao không? Em cũng không biết nữa mà. Nhiều khi là em thấy không được thì mình thôi, còn bên bạn nam thấy không được thì mình chia tay vậy thôi. Dạ, tuổi cũng lớn rồi. Thôi bây giờ mình bỏ qua mấy cái chuyện mối tình cũ đi. Vấn đề người ta đang đi tìm mối tình mới như thế nào đây, bạn gái? Em mẫu người bạn trai của em là như thế nào? Mẫu người bạn trai của em là, tại em thấp mà. Dạ, trên đây em cần bạn trai của em là từ 1m60 trở lên 1m65 là được. 1m60, 1m65, rồi cái đó cũng dễ. Khó lắm chứ không dễ đâu nha. Ủa gì kỳ vậy? Chưa chắc. Đâu có đòi 1m7, 1m75 gì đâu. Với lại là về tính tình đó thì em cũng gần nhiều đâu. Tâm lý một chút. Với lại là không hút thuốc thì còn tốt. Bên kia có hút thuốc không bạn? Dạ không chị ơi. Về ngoại hình có cần gì không em? Không có cái mẫu người lý tưởng giống ai không? Giống anh kia này nhưng mà đừng có mập, giống ảnh là được. Anh kia là anh nào? Anh áo trắng. Ngoài anh đó là cái gì của em vậy? Bạn thân của em. Dạ. Kiếm bạn trai giống bạn thân. Vậy sao giống không giới thiệu anh bạn thân đi? Không, anh bạn thân của em có người yêu rồi. Trời đất ơi, anh thân bên cạnh đó. Đâu anh nào đó đưa tay lên anh. Bạn thân. Giống anh đó hả? Khó à. Bên kia làm sao, khó luôn, lẽ rồi bỏ qua, phải ráng lên chứ. Không chị ơi, thì em cũng được, dù sao em được 1m63 vậy. Rồi, bây giờ cái mẫu người bạn trai gái của em là người như thế nào?
Dạ, bạn gái của em thì cũng em thích người phụ nữ truyền thống, biết chăm sóc gia đình, biết nấu nướng một xíu. Vậy dễ quá, còn gì khó hơn nữa không? Mấy cái đó em khó hơn là biết ca hát được, cái này cũng biết ca hát không em? Biết ca hát không em? Ca với em ha. À, đúng rồi. Em đi hát karaoke nhiều. Rồi chút xíu nữa hai người có một màn song ca với nhau ha. Rồi tiếp cái gì nữa không em? Yêu cầu của em cũng đơn giản thôi chị. Em không thích gì ở người phụ nữ? Em không thích thì người phụ nữ đó là nhuộm tóc với là xăm mình là quá là đẹp. Ta làm đẹp mà, nhuộm tóc đẹp không có gì đâu. Nhuộm màu nó tối tối được anh. Mà tối tối vậy đừng có màu với màu đỏ, màu xanh quá là. Trời, bây giờ để anh qua anh coi có xăm mình, có nhuộm tóc lè lẹt không nha. Có, em nhuộm tóc. Chào em gái. Dạ, chào anh Lâm. Xong nhuộm xong màu tím, màu vàng tùm lum hết trơn rồi đời. Có, nó có màu vàng với mấy. Hả? Em. Dạ. Cái anh bên đây anh dễ thương lắm. Dạ. Sao em phải cần chọn cao chứ vậy? Không, em đâu chọn cao. Quan trọng là người ta thương mình thôi. Không, em 65 cao gì. Mà được cái bụng bự thì tốt. Ôm nó sướng. Hết bụng bự hả? Dạ. Sao kỳ vậy? Ôm mới sướng. Ôm mới sướng. Dạ. Có bự không? À, bụng em 6 múi không ạ? Trời ơi, cô này cũng thích lạ thiệt. Mấy cô kia thích 6 múi, cô này thích múi à. Nhưng vấn đề chỗ là anh này á, anh không, anh có quen một người là vì cách xa địa lý nên đã xa nhau. Vậy thì hỏi em đang ở vị trí nào? Em ở quận 12. Quận 12. Em bên kia ở quận mấy em ha? Em ở Bình Dương anh. Bình Dương ở chỗ nào? Ở Thủ Dầu Một ạ. Thủ Dầu Một với lại quận 12 có xa không? Dạ. Qua 15 phút đi. Vậy là không xa đúng không? Dạ. Vậy đi được rồi. Tí đồng hồ nhé mấy. Dạ. Vậy được rồi, không xa lắm. Dạ. Chứ anh sĩ sợ xa thôi. Bây giờ nếu được thì chừng nào mình tiến tới hôn nhân được nè. Em thì nói chung thì cũng cần phải tìm hiểu nữa. Bao lâu? Chắc tầm 1 năm gì đấy. 1 năm ha. Rồi để chị hỏi coi. Ấn được. Quần kaki áo sơ mi mặt mày sáng sủa. Ừ, sáng sủa đàng hoàng. Được. Ngon, đàn trai hơi bị ngon à. Đàn trai được, có má lúm đồng tiền rồi nữa ha. Dễ thương lắm á. Bây giờ nếu như mà ok thì bên đây thì bao lâu mình cưới được? Thì theo chị, bố mẹ cũng hối rồi chị. Thì rồi. Khoảng cỡ 6 đến 6 8 đến 5. Mà giờ ba mẹ hối nhưng mà rồi mình đã có chuẩn bị gì cho đám cưới chưa? Em chuẩn bị tiền cưới vợ gì? Tiền cưới vợ là cưới về ở đâu? Thì hiện tại giờ thì nếu mà cưới về thì ở Bình Dương hoặc còn 12 nữa. À, là ở một là nhà đây, hai nhà đây hai. Dạ. À. Lập kế hoạch bao lâu mình mua nhà gì không? Thì nếu cưới về khoảng 1 năm gì đó thì mình... Mạnh dữ vậy, lực mạnh dữ vậy, 1 năm là mua nhà luôn hả? Dạ. Vậy là cũng được ha. Rồi, cặp này xứng đôi rồi. Hôm nay em đi với ai? Em đi với em trai với lại hai người bạn thân. Em chào anh Linh và chị Cát Tường. Em tên Nam, là bạn thân, chơi thân với Mai cũng hơn 4 năm rồi. Em thấy bạn trai này là chững chạc, sáng sủa và công ăn việc làm cũng ổn định. Nói chung là tốt, người đứng đắn, phù hợp với cái bạn nữ, bạn gái của em. Theo cái nguyện vọng của chương trình là bạn muốn hẹn hò thì em cũng mong là bên phía bạn trai và bên phía bạn gái thân của em có cuộc trao đổi và cũng cho nhau một cái cơ hội để hẹn hò, và nếu mà hợp thì tiến tới. Thì em chỉ vậy thôi. Cảm ơn. Em trai có ý kiến gì không em trai? Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Thì theo em cảm nhận thì em thấy bên nhà trai thì cũng được ạ. Cũng được. Em là em ruột đó hả cưng? Dạ vâng ạ. Em ruột đó. Nhỏ con quá ha. Còn thôi, dạ, được rồi, cảm ơn em. Anh trai đi với ai? Dạ. Phương đi, em ai đi Phương? Với em ruột của em, với sếp của em, với hai người bạn thân. Rồi, bây giờ cho sếp nói ý kiến trước đi. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào quý vị khán giả. Thì theo em nhận xét thì em gái này cũng dễ thương, cũng có một số điểm tương đồng với lại Phương. Còn về Phương thì em có chút nhận xét là Phương là người hiền, và trong công việc Phương luôn hoàn thành tốt công việc và là người đàn ông của gia đình. Nên anh, theo anh nghĩ thì hai em nên cho nhau một cơ hội để tiến xa hơn nữa. Em muốn nói gì không? Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em là Hoàng Văn Đông, là em ruột của anh Hoàng Văn Phương. Thì bây giờ cũng gửi lời nhắn đến chị, đó là chị ơi, thấy cơ hội cũng tới rồi đó. Thì hãy cố gắng cùng nhau bấm nút nào. Dạ, em xin hết. Trời ơi, em đang dễ thương. Rồi, kéo màn lên. Không gian này là của các bạn. Mời. Anh cảm ơn quà, giờ rồi gặp em. Em cảm ơn em, tặng em. Rồi, em cảm nhận anh như thế nào? Dạ anh ơi, thì qua như trao đổi qua màn á, thì em cũng nhận xét về tính tình của anh rồi. Nhưng mà theo như anh nói là anh không thích nhuộm tóc.
Không, theo anh nghĩ nhuộm tóc thì nó cũng người phụ nữ nào thì cũng làm đẹp thôi. Dạ. Nhưng mà nhuộm tóc thì gọi là đừng quá nổi quá. Thế anh thay màu của em nó có nổi không? Thử màu đây đẹp không em? Dạ. Dễ sợ. Bây giờ hai người hát xong ca một bài đi. Hát bạn cho nó có hứng thú đi, nói chuyện đúng tiếp. Đúng rồi, bây giờ suy nghĩ bài gì hát đại đi rồi mình anh nói tiếp. Anh có bài Phượng Buồn không? Có. Vậy em hát trước. Rồi, bắt đầu. Anh đến với em vào một ngày trời đẹp nắng, một ngày phượng hồng thắm trong đôi mắt buồn xa xăm. Phượng hay bâng khuâng từng chừng như cô đơn, nên khi chiều xuống thấy bâng khuâng trong tâm hồn. Em có nghe thấy phượng buồn gì không? Hình như bài anh quên luôn. Rừng quá anh quên mất. Như đang định hát okay qua bài khác á. Thôi mình nói về cái việc mà nếu như mình hẹn hò, mình tiến xa nữa thì tương lai phát triển kinh tế thế nào? Thì ví dụ như anh có ý định là làm lập nghiệp trong này hay là anh về quê? Thì anh có ý định lập nghiệp ở trong này, một thành phố hay là ở Bình Dương? Đó, em á thì em hướng là muốn về quê hơn. Về quê hơn? Dạ, tại nói chung thì sống gần gia đình nó vẫn tốt hơn. Nhưng mà nếu như về quê thì em định làm gì? Em về quê em vẫn làm công việc của em. Ủa nhưng mà em tính về quê em hay về quê anh? Về quê anh được thì càng tốt. Rồi em lấy chồng rồi làm sao? Em lấy chồng thì em theo chồng chị. Lấy chồng là phải về quê anh rồi. Thì giờ trước mắt là mình lập nghiệp ở đây trước đi đúng không? Dạ đúng rồi, em đang làm việc ở đây. Cho hai người nắm tay nhau một cái đi, cặp này xứng đôi nè, đứng lên. Đây, hai người nắm tay nhau. Hai tay luôn. Nhìn thẳng vô mắt nhau 10 giây thôi, không có nhiều. Và mình sẽ nói với nhau nghe cảm xúc của mình. Nói gì đi tại. Đó. Rồi em có cái cảm xúc gì không? Cũng chưa. Chưa lắm hả? Dạ. Có thì có gì cảm sao? Xúc mà mới lần đầu gặp thì sao có được cái đó, mình phải tìm hiểu. Dạ. Rồi, có thể anh em mình vẫn tìm hiểu nhau, hẹn hò ha. Dạ. Hẹn hò nha. Được không? Không méo nha. Không méo nha. Dạ. Trời ơi. Suy nghĩ thật kỹ nha, từ nãy giờ là ít phút để chúng ta có thể trò chuyện và cảm nhận được cái cảm xúc của mình dành cho đối phương như thế nào. Chọn hay không chọn, bấm hay không bấm là quyền của các bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha. 1 2 3 Hết thời gian. Cặp này rất xứng đôi. Rồi bây giờ thì nắm tay nhau thật sự đi hai bạn. Bắt đầu từ ngày hôm nay các bạn đã chính thức hẹn hò với nhau. Chúng ta nắm tay rồi, mình hôn một cái đi. Vào má. Một cái nụ hôn để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp gỡ là bình thường. Ở dưới đồng ý không ạ? Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống cùng đạp Cinebox 212 lý chiến thắng gửi tặng các bạn. Thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng, áp dụng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Và đây là quà tặng dành cho hai bạn Kumagon hết đau dạ dày tận hưởng cuộc sống. Chúc hai bạn sớm tiến tới hôn nhân nha. Em mở quán trà sữa để kinh doanh. Cũng giống bạn bên đó là kinh doanh về trà sữa. Có biết yêu chưa? Được chưa? Chưa luôn. Thì em thích những bạn nam mắt một mí mũi cao. Thưa quý vị, như vậy là cặp đôi đầu tiên đã thành công. Chúng tôi đã thành công và họ đã bấm nút để hẹn hò với nhau. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Xin mời Hả Mang. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Rồi bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu về mình nha. Mời bạn nữ giới thiệu trước. Dạ em chào chị Cát Tường, anh Quyền Linh và quý vị khán giả. Và bạn trai bên kia. Rồi. Em tên gì? Dạ em tên Dương Thục Đan. Em ở Bến Tre. Em nay bao nhiêu tuổi? Dạ em 25 tuổi. Mình làm công việc gì Đan? Em vừa mới tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư môi trường. Và em mở quán trà sữa để kinh doanh. Em mở ở đâu? Bến Tre hay là dạ, Sài Gòn? Bến Tre. Sao hiền quá vậy, cho thấy rụt rè quá vậy. Mời bạn nam giới thiệu. Dạ
Xin chào hai MC, xin chào bạn nữ và xin chào toàn thể quý vị. Em tên là Trương Hoàng Hưng, năm nay 27 tuổi, đang sinh sống và làm việc ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm việc gì Hưng? Dạ, cũng giống bạn bên đó là kinh doanh về trà sữa. Ủa vậy hả? Trà sữa luôn. Lạ ta. Hai tiệm mà cạnh tranh nhau rồi. Em bán ở đâu? Dạ em bán ở quận 6 à. Quận 6? Quận 6 về Bến Tre cũng gần đó nha. Đường nó đi gần đó. Thôi bây giờ mình nói về tình trường đi. Đúng rồi, tình trường bạn có mấy mối tình rồi? Dạ thật chắc thì em chưa có mối tình nào anh. Có biết yêu chưa? Dạ chưa. Chưa luôn. Bạn gái? Dạ em có một mối tình. Một mối tình đi học. Rồi vậy em muốn tìm một cái mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ là phải lương thiện, vui vẻ. Bán trà sữa lương thiện được chưa? Lương thiện, vui vẻ, có đạo đức. Về ngoại hình mình có cái mẫu như thế nào không? Dạ cao trên 1m7. Em thích những bạn nam mắt một mí, mũi cao. Trời ơi, muốn sao thích mắt một mí em? Lý do tại sao? Tại nhìn dễ thương. Bên kia mấy mí? 2 mí rồi hả? 2 mí rưỡi. Rồi bên kia cao nhiêu? Hơn 1m7. Được. Bên đây đưa ra tiêu chí mình đi. Cao trên 1m5. Cao trên 1m5. Xinh tươi, biết cho gia đình. Cô kia hiền, chắc chăm lo gia đình rồi đó. Có điều gì em không thích ở người bạn gái không? Hay giận dỗi. Có hay giận không em? Dạ cũng sơ sơ. Sơ sơ hả? Bây giờ chị hỏi em nè, sao mình biết người ta có lương thiện hay không? Mình kiểm tra bằng cách nào để chị qua chị kiểm tra giùm em? Nhìn gương mặt thấy hiền lành. Nhìn gương mặt thấy hiền là lương thiện hả? Chưa chắc. Hả? Em cũng không biết nữa. Rồi không biết sao thích lương thiện. Dạ thì tiếp xúc lâu em mới biết. Vậy chị cũng biết đường nào mà chị kiếm cho em luôn nữa. Chào chị. Bạn có lương thiện không? Em có tâm. Sao đeo bông tai chi dữ vậy? Tao bán trà sữa xu hướng là tin mà, đúng không? Dạ. Rồi cũng rung hồi hộp lắm, sao mồ hôi đổ dữ vậy? Chưa có người yêu nào hết trơn mà. Chưa biết yêu luôn mà. Mà có thích gái không? Dạ có chứ. Có hả? Có sao đó vậy, chưa có mặt mày sáng sủa đẹp trai. Ừ. Mà bán trà sữa tiếp xúc với bạn nữ cũng nhiều. Nói chung là chưa thấy ai thích hợp đối với mình hết. Định hướng mình là kinh doanh trà sữa ngày càng lớn mạnh đúng không? Dạ đúng rồi. Lấy vợ về phụ bán trà sữa đúng không? Dạ kiếm đúng nghề rồi đó. Cô này là hợp rồi đó nghe, nhưng mà cố gắng phải tự tin mà mạnh mẽ lên chút xíu. Nhát quá sao cô gái được, kéo màn lên phải tấn công, phải nói chuyện lớn lên nha. Dạ rồi. Rồi. Tướng tá bự con ngon lành sao nói chuyện nhỏ xíu vậy không biết nữa hả? Thằng trai là phong độ lắm mà nha. Có bao giờ em tưởng tượng rằng em hôn một cô gái nào đó trong giấc mơ không? Cái này khó. Khó hả? Khó hay có? Dạ khó. Khó tức là chưa bao giờ? Dạ chưa. Có bao giờ em thấy người ta hôn nhau chưa? Em thấy rồi. Lúc đó em cảm giác sao? Hả? Cái này khó. Cũng khó tức là chưa có luôn. Nghĩa là không có cảm giác luôn. Dạ có nhưng mà... Có chứ. Có bao giờ bạn bè mình nói mình không chuẩn men không? Dạ không. Không hả? Dạ đúng rồi. Chứ anh cũng nghi vậy nha. Chứ đi chơi một cái người mà chưa bao giờ hôn, mà chưa bao giờ có bạn gái, mà chưa bao giờ cả nằm mơ thấy mình hôn nhau, anh cũng nghi lắm mà. Cái này nói thiệt, em nói cho bên kia gọi là tin tưởng đi, em có chuẩn men không? Dạ chuẩn men. Chuẩn men đúng không? Dạ đúng. Cái này anh không kiểm tra được. Chào em gái, dễ thương quá. Vấn đề chỗ còn lại là em quá hiền luôn. Nhút nhát nữa. Này bán trà sữa ta vô, họ nội mà hỏi trà sữa không chắc cũng nửa tiếng à. Nhát quá. Anh nói thiệt với em nha, nãy giờ anh ngồi bên đây đó là một trong những người con trai người ta gọi là quý hiếm, khó tìm lắm. Còn chuẩn men hay không là do em quyết định nha, chứ anh không biết. Rồi, rồi mình hỏi ra ý kiến người thân xem sao. Hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với chị và em gái. Rồi, đâu cho chị gặp chị của Đan. Có chị ruột, có hiền nhát kìa. Đâu? Nhìn thấy giống rồi. Áo vàng là em gái ruột đó hả? Dạ. Rồi, hai chị em. Em gái ruột có bộ lanh hơn á. Dạ đúng rồi ạ. Sao em gái hiền quá vậy chị? Chắc hôm nay không được tự tin lắm, nhưng bình thường thì cũng lanh lanh lợi. Chị đánh giá thế nào về anh này? Thấy bạn trai bên này cũng khá dễ thương, thấy nói chuyện thấy cũng hiền. Được. Tin tưởng cái này chuẩn men. Em có cảm giác ok hay dạ? Ok. Chỉ có phụ nữ mới cảm giác được. Nam em gái, em gái thấy sao em? Dạ, em thấy anh nhìn trưởng thành, chững chạc, hợp với chị em. Hợp ha, bán trà sữa phụ được ha. Anh đẹp trai mà, trời ơi. Xét anh đẹp trai không em? Tá là dạ đẹp. Hơi bị, đẹp trai ha. Hơi bị xoáy ca đó nha. Rồi, chị với em gái là đều khen hết rồi đó.
ăn thua em thôi đó. Rồi còn rồi, em trai đi với ai? Dạ em đi với hai bạn cấp 3 của em. Rồi cấp 3 hả? Dạ. Dạ xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và toàn thể quý vị khán giả. Em là bạn rất thân từ cấp 3. Từ cấp 3 luôn. Dạ. Em trong lúc đi chơi tôi học cấp 3 đó, có cô nào để ý anh này không? À, cũng có mà Hưng không có để ý lại. Hưng cứ coi như bạn bè bình thường không. Có khi nào Hưng khen bạn trai nào cho em nghe chưa? Yeah, dạ không đâu. Thấy đó dễ thương quá, nó da nó căng. Hưng chuẩn men 100% mạnh mẽ. Cũng có hả? Dạ. Có bao giờ ghẹo cô nào chưa? Cũng nhát gái quá vậy. Chưa ghẹo bạn bè không? Kỳ lạ đó. Tôi thì không có phát hiện được cái gì nữa. Cái này để cho họ gặp nhau đi anh Linh ơi. Gặp đi ha. Thôi để cho họ gặp nhau đi. Thấy rất là men đó. Còn chuẩn thì chưa biết sao. Này dạng này là hơi đẹp trai ha, phong độ à. Bây giờ tự cảm nhận nha. Kéo màn để bạn gái bên kia thôi. Kéo màn lên. Em làm dưới được mấy tháng rồi? Dạ khoảng 3 tháng. 3 tháng hả? Em cảm nhận cái đó công việc nó khó không? Dạ khó. Khó không? Cũng... Em muốn rủ anh đi học chung anh Băng á, anh có muốn đi không? Cũng được. Đang buôn bán tốt rồi rủ học dành chi. Mất chi phí. Cái những thời gian nào em rảnh trong tuần hay là em coi như bây giờ em về dưới sao? Dưới Bến Tre sống luôn hay sao? Dạ hiện tại là em sống ở quận 9 à, tại vì em gái của em vừa mới đậu đại học nên em lên sống cùng. Rồi nhà ở dưới em cho thuê rồi. Em đang suy nghĩ là không biết có nên mở quán trên đây và xin một việc làm theo cái chuyên ngành của em hay không. Đó, cái vụ mở quán được đó. Ờ, bây giờ nè, nó mở quán đi, hợp tác. Mở chi nhánh, nhánh được phụ quản lý cho. Coi kết hợp dạy qua dạy lại. Đừng đi học bánh gián, trời ơi. Lo tao làm ăn đi. Anh cũng từng trải qua được 2 năm rưỡi rồi. Có gì ví dụ mình tiến tới được với nhau thì anh sẽ hướng dẫn chỉ giúp cho em những cái nào mà anh dốc ngã thì anh sẽ chỉ. Dạ. Bây giờ hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Rồi chúng ta nói cái cảm nhận lần đầu tiên nhìn thấy nhau mình có xao xuyến gì hay không? Trong lòng mình thấy thế nào? Tim mình có đập nhanh hơn không? Mình cảm giác người đối diện có phải một nửa của mình hay không? Rồi, bạn trai phát biểu trước đi em. Em cần kiếm một bạn nữ nào hơi nói nhiều xíu để bổ sung cho em. À, bản thân em ít nói rồi. Bạn nữ này cũng cũng hơi ít nữa. Thì đâm ra có nó hơi cái khi cô hại đó, cô mắc cỡ đó chứ cô nói nhiều lắm. Dạ, tại vì bữa nay em chưa chuẩn bị tâm lý xong. À, dạ. Em thấy người đối diện như thế nào? Dạ em thấy anh cũng được. Được quá chứ. Mà em cũng được, anh thấy hai người hôm nay rất được. Vấn đề các bạn có chạm vào trái tim với nhau chưa? Thôi hết thời gian. Cái quyền cảm nhận lực của các bạn nha. Rồi đặt tay vào nút bấm đi em. Chúng ta nhắm mắt lại. Kiểm tra lại một lần nữa con tim của mình. Chọn hay không chọn là quyền của hai bạn nha. Một, hai, ba. Hết thời gian. Anh rất vui nha khi mà thấy hai em đều bấm nút. Thật sự như vậy. Nắm tay đi hai em. Nào. Hy vọng rằng cái nắm tay này sẽ không bao giờ buông ra nha. Em con gái cảm giác thế nào? Cũng hơi lo. Lo cái gì? Dạ thì không biết sau này sao. Chẳng biết ngày mai sẽ ra sao mà có ra sao cũng không sao. Anh muốn em hôn vào má cô ấy một cái để kỷ niệm này gặp lại. Nụ hôn đầu tiên đấy. Nụ hôn đầu tiên nha. Nào hôn đi em. Bản lĩnh đâu, chuẩn men đâu. Để Nguyên. Từ từ. Từ từ. Nào, chuẩn men nào em trai của anh. Nhẹ nhàng cảm nhận cái nụ hôn. Để Nguyên, để Nguyên. Em thế nào?
Thấy ngại. Thấy ngại hả? Đừng ngại gì cả. Tôi thấy các bạn nắm tay nhau hôn nhau là tôi cảm xúc dữ lắm. Thương các bạn lắm. Nào, đây những chiếc vé xem phim của hệ thống cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Vào nơi đó và cảm giác không gian lãng mạn và hôn nhau nhiều hơn. Để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Quà tặng dành cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới cao cấp trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc Thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng trên các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi, mời em gái vào. Rồi, tới bàn rồi. Sát vô, sát vô đằng cái ghế. Rồi, mời hai bạn tháo mặt nạ ra. À, chúng ta đã ngồi vào vị trí rồi ha. Giới thiệu thật lớn, to, rõ. Xin chào tất cả mọi người, ekip của chương trình. Em tên là Dương Văn Sử. Sinh năm... Cái gì tên gì? Dương Văn Sử. Dương Văn Sử. Dạ. Sinh năm 1985, ở quê ở Hưng Yên, đang lập nghiệp tại Bình Dương. Ừ, làm công việc gì? Dạ, em làm đậu hũ tại nhà. Làm đậu hũ? Dạ, em bán ở chợ và quán ăn nhỏ lẻ. Ồ, một ngày mình bán được khoảng bao nhiêu? Dạ, nói chung là nó cũng tùy, có ngày mình bán được nhiều và có ngày bán được ít. Thường thường thì một ngày em bán được 30kg đậu hạt ạ. 30kg đậu hạt? Dạ, 30kg đậu hạt, lúc mình chưa làm, ra thì nó tầm khoảng đi là gần 1.000 nhiêu. Rồi, mời em gái giới thiệu. Dạ, xin chào chị MC Cát Tường, chào tất cả ekip của chương trình và chào bạn trai ngồi. Dạ, em xin được giới thiệu, em tên là Lê Diệu Linh, sinh năm 1985 ạ, đang sinh sống và làm việc ở Bình Dương ạ. Ừ, ở Bình Dương luôn, em cũng Bình Dương luôn. Dạ. Bình Dương chỗ nào? Em ở xã Tân Long, huyện Phú Giáo ạ. Còn em? Em ở An Phú, Bình Dương ạ. Có gần nhau không vậy? Nếu không chị không đành, Bình Dương cũng động lắm ạ. Dạ, nó hình như cách nhau cũng 30-40 cây thì phải. À, vậy hả? Rồi, cũng cùng Bình Dương ha. Dạ. Rồi, em đang làm công việc gì? Em làm nhân viên kinh doanh của một công ty thương mại của người Trung Quốc ạ. À, điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh thì em là người hòa đồng, dễ tiếp xúc. Nhưng mà điểm yếu thì là nóng tính. Ưu điểm có cái gì khác nữa không? Nó quá nhiều, cũng có thể là gọi là ưu điểm hay là nhược điểm ạ. À, cái đó cũng tùy ạ. Em thích nói những phụ nữ nói nhiều hay là không nói nhiều? Dạ, nếu mà nói nhiều về có khi hai em mà ví dụ mà hợp nhau, em với bạn có khi đấu khẩu cũng hay á. Vậy hả? Dạ, em là ở nhà em kêu em là mày nói ít thôi để cho nhà nó im mà. Trời ơi, rồi hai người nói nhiều rồi ai nói ai nghe đây trời. Thật sự nói nhiều á, ưu điểm hay khuyết điểm thì Tường cũng không biết nữa. Cho nên là tùy cảm nhận của cái người nghe nữa ha. Còn em, ưu điểm khuyết điểm của em là gì? Ưu điểm của em thì nói chung những việc là vặt trong gia đình thì em làm được. Và thứ hai là em cũng nấu ăn là được. Dạ. Còn nhược điểm thì nó nhiều lắm. Vài cái nhược điểm nào nó cụ thể xíu coi. Nhược điểm là nóng tính và nói nhiều mà nó. Mấy thứ ba là ngủ lướng. Tại vì cái công việc của em làm đêm nhiều, đâm ra là ngày là em ngủ nè. Nhiều khi là em cứ ngủ tràn an nè. Rảnh thì em ngủ, không thì em lại ra chơi với cái con chó mà hiện tại em đang nuôi. À, có nuôi chó nữa hả? Con chó nuôi con chó gì? Dạ, nó là dòng bully ạ. À, em có thích nuôi động vật không? Nuôi chó được không? Em cũng nuôi chó. Ồ vậy hả, cũng nuôi chó luôn? Vâng, nó là dòng bulldog, có một con cún. Vậy là hai bạn cũng cùng chung sở thích với nhau rồi, cũng cùng yêu thương động vật ha, nuôi chó ha, được. Rồi, tình trường sao nè? Em thì trải qua 3 mối tình, nhưng mà đã từng lập gia đình và ly hôn. À, có lập gia đình ly hôn rồi. Dạ vâng. Mình có cháu nào chưa? Dạ, em có một cháu trai 13 tuổi. 13 tuổi? Đang sống với bà ngoại ở Ninh Bình ạ. Là em vào đây một mình thôi, còn con là ở lại với ngoại. Dạ vâng ạ. Một năm thì về Bắc là khi dịp Tết. Còn cháu thì cứ mỗi kỳ nghỉ hè thì cho vào đây chơi với mẹ. Một năm hai mẹ con chỉ gặp nhau có 2 lần là kỳ hè và kỳ Tết thôi ạ. Thế sao mình không đem con vào chung với mình trong này? Em cũng rất muốn, mà mẹ em thì chưa có, các cụ là lớn tuổi rồi. Nên các cụ cũng muốn là gắn bó với mảnh đất quê hương, cũng không muốn rời xa quê hương để vào trong mảnh đất trong này. Thế còn ba của cháu thì sao, mình có còn liên lạc gì với nhau không? Dạ thì liên lạc thì cũng không có liên lạc gì, nhưng mà có những năm em cho con vào trong đó chơi với bà nội, tức là vào gia đình bên nội thôi, là vào trong nhà bà nội. Thì cũng có đôi lần gặp lại, nhưng mà ba của cháu đã lập gia đình và có 2 cô con gái lớn rồi. À, chia tay lâu rồi hả em? Em chia tay được hơn 9 năm, gần 10 năm rồi ạ. Thế sao 9, 10 năm qua mình không tìm được một người nào khác hả em? Có thể là do em khó tính, cũng có thể là do cái điều kiện công việc. Tại vì cái ngày em ly hôn thì là em có đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan 2 năm và làm việc ở bên Trung Quốc 1 năm. Sau đó về Bắc thì là em vào trong Nam, ở trong này. Ở trong Bình Dương thì mới được có hơn 5 năm. Thì vẫn chưa hoàn thành 5 năm đầu tiên nên là chưa có thời gian. Cho chị hỏi là cái chuyện cũ mật nó cũng lâu lắm rồi. Nói chung là lý do thì là gia đình có điều kiện nhưng mà ham chơi và có là một người sử dụng ma túy. Gia đình đã có con riêng hay là không? Cái đó thì em không ngại, bởi vì em cũng đã từng ly hôn. Ủa vậy hả? Dạ. Rồi mình có cháu nào chưa? Dạ, em thì chưa. À, cái mối quan hệ đó là được bao lâu?
đã em kết hôn thì được 3 năm và đến bây giờ là cả ly hôn và ly thân là được 7 năm. Nhưng đã ly hôn rồi? Dạ, ly hôn cách đây 3 năm. Tại sao lại chia tay? Tại vì hai người bất đồng quan điểm sống với nhau và cô ấy chọn phương pháp ra đi thì thôi. Em cũng để cho cô ấy ra đi bởi vì đối với em đơn giản một điều là mình không mang lại hạnh phúc thì hãy để cho người ta đi tìm hạnh phúc mới cho người ta. Không nên níu kéo làm chi. Rồi cũng một khoảng thời gian dài mấy năm sau em cũng chưa tìm được một người khác. Mình không muốn để giống như kiểu là người này đi mình tìm một người khác để thay thế. Cho nên là em vẫn cứ vậy. Bây giờ em nghĩ là mọi thứ nó đã ổn định chưa? Kinh tế rồi công việc em nó đã ổn định chưa? Dạ nói chung như bây giờ đối với em mọi thứ đã ổn định. Và em có thể sẵn sàng đi tìm một hạnh phúc mới cho riêng mình. Ok, sẵn sàng như vậy là tốt ha. Em mong muốn tìm một bạn đời của mình để gắn bó với mình khoảng thời gian sau này là một người như thế nào? Nếu mà nói về quan điểm là mong muốn một người như thế nào thì thực tế thì em là người con gái phía miền Bắc. Nên là sống trong cuộc sống gia đình của người Bắc là Nam Bắc là khá gia trưởng. Nên là cái cơ bản nhất là em chỉ loại trừ là đàn ông là không gia trưởng. Em không thích một người đàn ông gia trưởng. Sống vì gia đình và có một cái tinh thần trách nhiệm lo cho gia đình là tinh thần trách nhiệm cao là được ạ. Em muốn tìm một mẫu người phụ nữ sau này của mình như thế nào? Cũng đừng có xấu quá là được rồi. Đó, chỉ vậy thôi. Em có phải là một người gia trưởng không? Bảo ai bảo là không có gia trưởng thì cái đó là không có. Quan trọng là cái gia trưởng đó của mình nhiều hay ít thôi. Và nói chung là em thì chỉ có một cái là không biết đó có phải là gia trưởng hay là do cái tính của mình thôi. Đó là em thích làm gì em làm. Em thích làm gì em làm, đâu có gì đâu gia trưởng. Phải gia trưởng là khi nào mà em muốn cái người phụ nữ của mình phải làm theo ý của mình. Không, cái đó thì không. Cái đó thì khi mà đã người phụ nữ của mình thì làm cái việc gì đó thì phải hai người cùng bàn bạc tính toán. Những cái việc to, còn những cái nhỏ thì em không để ý. Ví dụ gia trưởng là anh không thích em là nhuộm tóc nè. Anh thích em mặc đồ là sexy quá nè, ví dụ vậy. Anh muốn em ở nhà nấu cơm, lo con cái thôi, đi làm bớt lại. Nói chung là trong gia đình thì đồng vợ, đồng chồng bàn bạc với nhau. Tìm có thấy nhau không nha. Chà. Hình cũng dễ coi lắm. 1, 2, 3, 2, 4, 5. Hai người, tờ chọn người quá dễ rồi, chọn đi. Rồi, để đi từ từ, hồi mở cửa đó. Tiền được chưa? Đâu, ai, chỉ vô. Đây, rồi, để xem. Cũng là một cô nàng đeo mắt kiến, là có phải không nha. Nhìn, mời hai bạn nhìn về cửa trái tim để xem nhận định của mình ngày hôm nay, cảm giác của mình lựa chọn có đúng hay không. Mời hai bạn. Trước tiên thì cho bạn gái trước đi, bạn trai. Bạn gái có hai sự lựa chọn à? Chọn đúng rồi, chọn anh áo đỏ đúng rồi đó. Thế còn em? Thì nó sai sai đâu á. Sai đó. Cũng đeo mắt kiến, người ta cũng đeo mắt kiến kìa. Bây giờ đó biết là ai chưa? Chưa. Nhìn nó ngoài rồi chưa biết ai luôn. Biết rồi chị. Đâu? Trời ơi, giờ còn phải hỏi lại tôi nữa. Biết đâu mà chỉ chặt rồi tôi quýnh chết. Bây giờ mà chỉ đúng sao chị? Đâu có ai? Có một cái cô mà lúm đồng tiền mà không đeo mắt kiến trong ngày. Thế thôi. Thế thôi. Em chỉ nói vậy thôi. Rồi thôi tặng quà đi, được rồi. Mình sai rồi nhé. Dạ. Món quà tặng em một chú gốc. Và thứ hai là có một chút tinh thần, đó là cái sản phẩm này là tự tay anh làm ra. Dạ. Thì muốn mang đến để em với chị Cát Tường ở đây thưởng thức. Thế em nhận là hai nữa chị em làm. Rồi xin. Ok em. Dạ, cảm ơn anh. Đó ảnh làm ngày anh bán ngàn miếng vậy đó. Dạ. Miếng nhiêu? Cũng có món quà tặng anh lần đầu gặp này. Anh xin. Ở hủ nhiêu miếng vậy em? Dạ em bán có 2.000 thôi. 2.000 hả? Ủa sao như rẻ vậy? Trời ơi, có 2.000 miếng à. Rồi ngồi xuống đi, cảm ơn em. Em có cảm ơn mời anh. Em cảm nhận bạn nữ nói và mở ra thì em nhìn thấy ngạc nhiên quá. Ngạc nhiên là ngạc nhiên sao? Tại vì về cái vẻ bên ngoài mình đã sai. Bởi vì này, cũng là người này còn đẹp hơn mình tưởng tượng. Đó là cảm xúc đầu tiên. Cảm xúc đầu tiên thì nói chung là cũng có một chút ấn tượng và cảm giác là... Cái cảm nhận đầu tiên của em là em rất mừng vì em đưa cái hình nó đơn giản. Nên là trong hai người thì một người quá trẻ. Với độ tuổi 85 thì chắc em nghĩ cái đấy là đoán thì cũng đoán ra. Còn cái cảm nhận thứ hai là từ nãy giờ nghe nói chuyện á, cái cảm nhận chung nhất là anh có cái tính là khá giống em và nó cũng khá nhiều, nhưng mà không biết đó là điểm tốt hay là điểm xấu em cũng chưa biết, nhưng mà có một cái chung đó. Cái thứ hai nữa là cái điểm chung nữa là có cái anh nói là nóng tính á, thì thực sự là em là phụ nữ thật, nhưng mà có lẽ là tại vì ế bao nhiêu năm nay là bởi vì cái tính nóng tính của mình. Thế bây giờ lại gặp một người đối diện với mình cũng nói với mình là rất nóng tính. Thế thì hai bạn sẽ cần phải có nhiều thời gian để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Nhưng mà anh hỏi em là nếu như mà nóng tính mà ví dụ anh cả em mà có đến với nhau mà đúng khi rồi. Mà hai người cùng đang nóng tính thì em chọn giải pháp gì?
Trước đây mà khi mà em còn trẻ thì thường là em sẽ là chọn cái độ tuổi mà vào cái độ tuổi mà gần 40 rồi á. Thì nếu mà cảm thấy cái gì mà nó không cần thiết á thì mình có thể dừng lại được thì mình nên dừng. Nhưng mà thực tế thì cái mà suy nghĩ của mình nóng tính còn dẫn đến đập đầu. Chứ không phải cái chuyện đơn giản là mình chỉ nói mà mình đi không thôi. Và tôi thấy hai người này là cũng là đều là người nào cũng linh hoạt, nói nhiều như nhau. Em nói thật là 1 9 1 10 luôn. Đấy, giờ ai nói ai nghe và chúng ta sẽ nói cái gì. Bây giờ tôi sẽ dành ít phút cho hai bạn tự nói với nhau. Tôi đi, tôi ngồi đây nói bằng thừa hả? Tôi cũng chẳng kết nối gì được đâu. Rồi bây giờ mời hai bạn sẽ thưởng thức ha, ăn bánh uống nước và trò chuyện với nhau nha. Sau này thì đứa bé vào chứ? Dạ có, 5 năm lần thứ 2. Đấy, em mới vào Bình Dương thì vào Nam á, là vài năm nữa là về quê thực hiện nghĩa vụ là một người con trai trưởng. Không. Sinh cháu đích tôn và lo cho gia đình hay như thế nào ạ? Quê đó thì không, bởi vì gia đình của anh đã định cư trong này luôn rồi. Cho nên là cái bước tiếp theo của anh là sẽ là ở đây thôi. Đi phải hỏi nhỏ. Tại vì gia đình anh, thứ nhất là anh nói là anh là con trưởng. Mà đã là người Bắc mà Hương Yên á thì ba mẹ có đặt nặng là vấn đề là bắt buộc phải là sinh con trai để nối dõi không ạ? Trời, cái đó con cái đâu có phải bắt buộc gì được. Cái đó là do mình có đâu là tốt đó rồi, đâu bắt buộc được. Bắt buộc thì ông bà thích thì ông bà sinh vài đứa nữa đi. Không, nhưng mà đôi khi mà một bên là chưa hiếu mà một bên là vợ nó cũng hơi khó đấy ạ. Không, dễ mà. Cha mẹ chỉ sống với mình được một thời gian thôi, còn người sống với mình cả đời là cái chữ tình chứ không phải là chữ yêu. Cho em hỏi anh sinh năm 85 cũng tuổi Sửu mà con dâu tháng mấy ạ? Tháng 5. Đừng có gãi đầu, là cùng tháng nha. Đúng rồi đó anh, cùng tháng anh ạ. Cái đầu mấy em? Không, em 5 nhưng mà cuối. À. Chắc là vẫn lớn hơn một vài ngày, chắc chắn là vậy rồi ạ. Tại vì em sinh 28 tháng 5. Ồ, cuối tháng. Lớn hơn có 9 ngày chứ mấy. À thế à, nhanh vậy, tính cũng nhanh đấy ạ. 19 cộng với 9 thì thành 28 chứ đâu. À dạ thế ạ. Vậy là biết là 19 tháng 5 ngày sinh nhật Bác Hồ à? Hình như là thấy được. Ồ, có cái ngày sinh khá đặc biệt ạ. Cái gì đặc biệt? Em ăn bánh. Em dùng đi. Nói chung là anh với mẹ, hai mẹ con là. Bác năm nay lớn tuổi chưa? Năm nay 58. Thế là anh đang sống cùng với hai bác ở đây ạ? Thì nhà có một mình con trai thì chẳng nhẽ lại ở riêng. Ủa mà sau này ví dụ mà hai đứa đến được với nhau thì kinh tế ai cầm ra? Của ai người giữ, của ai người xài, ai kiếm được thì tiêu ạ. Ồ, cái này hay à. Nhưng mà nỡ mà ví dụ anh mà xài hết rồi anh mượn, có cho mượn không? Mượn thì phải trả lời ạ. Vô tổ còn mức độ lãi như thế nào thì mới cho mượn chứ ạ. Có ai cho không ai cái gì đâu ạ. Ồ, không cho mượn thì anh ăn trộm. Ừ, không nào lên tù đấy ạ. Yên tâm đi, kiểu gì kiểu chìa khóa phải đánh vài cái. Cũng phải gọi lên phường đấy ạ. Trời ơi, yên tâm đi, làm sao mà bắt được. Em không thích những người mà làm những việc xấu sau lưng mình. Làm sao mà bắt được, bởi vì tôi ăn trộm của vợ tôi chứ tôi ăn trộm vợ hàng xóm đâu mà sợ. Đó, trừ khi nào mà em không kiện, còn em kiện thì vẫn... Em kiện thì em cứ kiện thôi, anh theo kiện. Vậy thì cứ chuẩn bị theo kiện là được. Nhưng mà quan trọng là em cứ thử bấm nút đi đã. Chứ mà không bấm nút làm sao mà có vụ kiện đó được. Cặp đồ này chắc nói chuyện tới sáng mai luôn quá. Chị qua tới chủ cho em tiền của vợ luôn rồi hả? Dạ vâng chị. Nhanh lắm chị. Em chuyển chủ đề nhanh lắm. Chị thấy tiền mũ cho mỗi ngày cái bộ dễ à. Ôi xong rồi, chị này bánh nước cho bà. Đúng không em? Chị ơi, chị bánh nước vậy là to em rồi, còn đâu. Phải không? Thì sao nữa, tại vì em bán hàng về em đâu có kiểm tiền đâu. Bởi vì chị nhìn cho thấy tiền em thì dễ cho em hơn. Em chịu chị rồi đó. Em chịu chị rồi đó. Nói đùa thôi. Mời hai bạn mỗi người bóc lá bài coi. Yêu cầu gì trong này, đọc lớn lên giùm tường nghe đi nè. Tay thì em nắm được, nhưng mà hát thì chắc là em không hát được rồi. Hát thì nói. À thế ạ. Rồi qua, cái gì đây, xin phép nắm tay và hát tặng đối phương. Còn không hát thì qua nắm tay tỏ tình, nói gì đó nói. Thế hả? Mời. Dễ quá. Em ơi, mình... Sai hay phải? Anh chưa nói xong, em đã nói xong rồi. Lầm quá. Nhanh hơn anh tưởng tượng rồi đó. Mình gặp nhau là một cái duyên rồi. Dạ. Anh muốn cái duyên đấy nó dài hơn một chút thì có thể cho anh xin phép nắm tay em được không? Biết đâu ấy, cái nắm tay này có thể là anh sẽ dìu em đi suốt cuộc đời này. Sao? Em ơi, làm gì mà cứ ngồi vậy? Làm gì mà nhăn thế? Còn đứng kéo ghế. Trời ơi, khỏi đi. Không kéo ghế cho người ta thì người ta đứng làm sao được. Anh nắm tay mà đi ra đây kéo ghế thì làm sao mà được trời. Em ơi, có thể là mình nắm tay mình đưa về ra mắt hai bên gia đình được đấy nhỉ? Cái này hơi khi nhanh quá anh ạ. Không, cũng từ từ mà. Sắp xếp lại mà. Tại vì mình ra mắt đây là xem có được hay không, có chấm chấm không. Đó. Chứ đâu có phải là ra mắt ngày mai cưới đâu mà nhanh. Em, anh thấy là em còn nhanh hơn anh cơ. Không, em nói nhanh thôi. Nhưng mà làm em từ từ à? Không có phải vậy đâu ạ. Từ từ chứ. Không có phải làm cứ như nói đâu ạ. Không có giống đâu ạ.
Cái vụ này căng nhỉ? Vâng, nó cũng khá căng thẳng ạ. Ôi, từ từ, đang cầm tay tự nhiên bỏ ra. Vâng, anh bỏ mạnh hết cả tay. Anh bỏ thì em mang về chứ đâu có phải đâu. Ôi, có phải thôi, để em đâu. Thôi thôi, anh đi về đã, về để chuẩn bị cau trầu đây. Dạ vâng. Trời ơi, cứ tưởng đâu hai nghệ sĩ đang biểu diễn luôn chứ. Thiệt luôn á, chắc tôi ngồi đây dư thừa quá à. Rồi mời chị em. Chị cứ nói vậy. Ôi trời ơi, có cái gì? Chị đâu biết. Ừ chị ơi, có cái gì? Thì cái này. Rồi bóc đi, đọc lên. Con trai thì bóc màu đỏ, con gái thì bóc màu xanh. Theo bạn, có thể sống thử trước hôn nhân được không? Ờ, cái này thì theo quan niệm của mỗi người. Nhưng mà với một người phụ nữ mà thứ nhất là lớn tuổi, thứ hai là ấy lâu bền, thứ ba là đã từng có gia đình như em á, thì cái này đối với bản thân em á, thì một cái giới hạn nào đó. Ví dụ như là trường hợp mình có cảm tình với người ta, mình thật lòng thương người ta, cũng muốn làm một lần nữa để xem cái lựa chọn của mình cái lúc đó là có phải là do tim nó phập phồng không, hay là do cái ý chí của mình nó đúng, thì là có thể chấp nhận được. Chứ không có hoàn toàn là theo quan niệm cũ. Quan hệ yêu đương nhiều khi mà người ta có hôn thú, có kết hôn thì người ta bị mang tiếng là có một đời chồng. Còn trong khi có những người ta quen bồn vài ba người, người ta cũng ở chung với người này rồi người khác, nhưng người ta vẫn là chưa chồng. Chưa có chồng. Đó. Cho nên thật sự cái quan điểm em nói đó là đúng, chị đồng tình. Có nghĩa là mình không cổ xí cho cái việc là sống thử. Nếu chúng ta là những người còn trẻ, còn nhiều cái mình phải lựa chọn đã chín chắn và đã có từng trải, và thậm chí là những người đã đổ vỡ như thế này, đôi lúc cái sống thử cũng rất là quan trọng. Để mình, tại vì sao em phải ở chung mới cảm thấy là mình có bị phiền phức hay không, hay là ồ cái người này đem đến một cái niềm vui cho mình trong cuộc sống. Nhưng bây giờ Tường muốn nghe ý kiến của một người thân đi theo bạn nữ từ nãy giờ, cũng lắng nghe câu chuyện từ nãy giờ ha. Rồi mời em gái vào đây ạ. Rồi bên nhà gái đúng không, nhà gái đứng bên đây. Hồi nãy giờ mình lắng nghe câu chuyện ha của cặp đôi này, thì em có cảm nhận như thế nào, hay em muốn nói gì với bạn gái mình lúc này? Em là em gái cũng khá là thân thiết với chị, tức là một người khá là thú vị và có thể mang tiếng cười cho mọi người, nên em cũng rất là mong muốn chị Linh có thể tìm được một người mùa thấy là vợ hoặc vợ chồng á, thì là đi với nhau chỉ có thể là chỉ một thời gian rất là ngắn đó, thì là em rất là đồng quan điểm với anh, nên là em rất là mong chị Linh có thể tìm được một nửa của mình, có thể cùng nhau chia trái táo bình, tức là táo thì nó có sự bình an cuộc sống sau này. Thế em nghĩ rằng hai người này có thể phù hợp được với nhau không? Cái này thì làm sao em biết được ạ? Tại vì cảm nhận của em khi đang ngồi xem là cái này là chuyện trong cuộc, các mọi người sau này tiếp xúc sau hơn mới biết được. Không có cơ hội tại tiếp xúc cao hơn nếu như hôm nay chúng ta không bấm nút hẹn hò. Nếu là em nói em là người thân của chị Linh thì cá nhân của em, tại tuổi em nhỏ quá nên là quyết định là chỉ để chị Linh, chỉ muốn đấy là cổ vũ tinh thần cho chị Linh, là thêm tóc ra là màu sắc khá giống nhau, anh hơi vàng hơn một chút, chị hơi nâu hơn một chút, tức là style cũng khá là giống nhau. Em thấy anh cũng là một cái hài hước, thì em cũng rất là mong muốn nếu mà sau này mà đúng cái gu chị Linh thích á, thì là có thể mang đến niềm vui cho chị Linh. Đấy cũng là điều em mong muốn. Rồi, cảm ơn em. À đâu, tặng chị Linh. À trời ơi. Rồi, cảm ơn em nha. Dạ. Yeah. Đó là cái chia sẻ của người thân, cũng thêm cái cảm nhận để mình quyết định. Rồi, bây giờ trước khi mà bấm nút hẹn hò thì hai bạn hãy nhìn nhau. Nếu đồng ý bấm nút hẹn hò, chúng ta phải ấn mạnh xuống nút bấm. Không đồng ý, chúng ta có thể lặng lẽ lấy tay ra. Và nhớ, mình đưa ra cái quyết định, mình phải chịu trách nhiệm với nó. Đây là cái nút bấm để hẹn hò, để tìm hiểu, để tiến tới hôn nhân. Và chúng ta đều là những người trưởng thành ha. Hãy suy nghĩ thật kỹ để nắm bắt cái cơ hội của mình. Rồi, nhắm mắt lại đi hai bạn. 1 2 3 Hết thời gian. Sao Linh không bấm? Em có một chút, đó là cái vấn đề khá nặng nề là thì em đã từng kết hôn và có con. Em cũng chia sẻ luôn là không có cái ý định là sẽ sinh thêm em bé nữa. Nhưng mà hoàn cảnh của anh ấy thì lại khác, là anh ấy là con trai trưởng trong một gia đình mà anh đã từng kết hôn mà chưa có cháu. Nếu bây giờ theo cái quyết định cá nhân của em á, tính cách của em thì em khá là người mà là mạnh mẽ, và hẳn ra là em đã có một cậu con trai rồi. Nên nếu bây giờ mà em sinh thêm em bé nữa mà gia đình anh ấy thì theo quan niệm của em biết về người Bắc á, em có hỏi anh từ đầu, con cả một đinh thì người ta vẫn muốn có một cậu con trai. Nhưng nếu quyết định của em bây giờ mà có sinh thêm em bé nữa thì cũng chỉ sinh một em bé, và nó sẽ hên xui 50-50 là trai hay là gái. Tại vì về quan điểm em là sinh con thì phải lo cho con. Chứ bây giờ mà em quyết định về hôn nhân rồi, em là người không quyết định không sinh con. Hoặc trong một thời gian tìm hiểu em cũng sẽ nói là em lấy thì có thể lấy, nhưng em sẽ không sinh con nữa vì em có một cậu con trai rồi. Thì lúc đó người chịu thiệt thòi sẽ là anh ấy. Cũng là một cái lý do chính đáng. Còn em cảm nhận như thế nào? Thì tại mà con có con thì em lại thích con gái cơ, chứ không được thích con trai. Nói chung là quan điểm của anh thế, nhưng mà gia đình nó sẽ là một cái tại nặng vì này. Cái quan điểm đó mà lúc nãy em đã hỏi và anh đã nói một câu là ông bà thích con trai, ông bà đi mà sinh thêm, bởi vì anh có biệt hiệu ở nhà nên là lì. Nói chung là
chúng ta có duyên gặp mặt nhưng mà chúng ta chưa có cái duyên để kết nối với nhau. Tất cả mọi thứ đều đã có an bài hết rồi. Thôi thì không sao cả. Mời hai bạn đứng lên đây ạ. Để mà mình có thể giải bày và chia sẻ cái suy nghĩ của mình thôi. Nhưng mà biết đâu chúng ta không có kết nối trên chương trình này, ngoài sau cuộc sống chúng ta cũng có thể là những người bạn, có thể trao đổi với nhau. Cái thực sự cái chuyện sinh con hay không sinh con mình cũng không quyết định được. Đến một lúc nào đó em gặp một cái người nào đó mà em yêu thật sự và người ta muốn sinh thì em cũng sẽ sinh thôi. Cái đó là cái chuyện trong tương lai. Nhưng có thể hiện tại em đang suy nghĩ như vậy. Đúng, suốt bao nhiêu năm nay chị cũng như một mình thôi, vì chị cũng có con gái lớn rồi. Nhưng mà chị nghĩ hoài, nếu một ngày nào đó mà chị lấy một người đàn ông mà người đó muốn hoặc là chưa có con thì chị cũng phải sinh, nếu chị còn sinh được. Không, nhưng mà nếu mà gia đình mà cậu ấy là con, anh ấy là con trai, không phải là con cả. Ôi bây giờ có cả kiết gì nữa hết trơn em ơi. Cả ngày xưa thôi, bây giờ thế 4.0 rồi mà, có phải 1.0 đâu. Thôi nhưng mà đó là cái quan điểm của mình, không sao cả. Cái duyên nó chỉ có vậy thôi. Đúng rồi. Cảm ơn các bạn và chúc hai bạn cũng sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình nha. Cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình đã hết rồi quý vị ạ. Chúng ta sẽ gặp nhau vào khung giờ rất quen thuộc của chương trình Hẹn Ăn Trưa, phát sóng vào lúc 12 giờ thứ tư 8 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Và bây giờ các thường xin chào và hẹn gặp lại. Chào đón hai nhân vật nam của ngày hôm nay. Trời ơi. Được không hả chị Đồng ơi? Trời ơi gì vậy? Diễn thời trang luôn hả? Hôm nay là nhà trai là hot lắm nha. Mời hai cô gái của mình đi nào. Wow. 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 Trời ơi, tuyệt phẩm. Ủa cái gì tuyệt phẩm? Đây một vị trí cô gái ngồi cái ghế đỏ rồi nó leo lưỡi luôn á. Em giới thiệu về mình đi. Trước tiên thì em kính chào chị Cát Tường, anh Hứa Minh Đạt và khán giả. Em tên là Phương Thảo, em năm nay 27 tuổi và em đang làm sale bên lĩnh vực xuất nhập khẩu. Quê em ở Gia Lai và hiện tại đang làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ xin hỏi chàng trai ghế màu đỏ, hãy giới thiệu về mình đi. Xin chào chị Cát Tường, xin chào anh Hứa Minh Đạt và các bạn ở hậu trường. Mình tên là Lê Phước Tài, dòng dõi thứ 1.500.000 của Lê Lợi. Công việc chính mình hiện tại đó chính là làm người dẫn chương trình. Hiện tại làm việc khắp nơi ở Việt Nam, miễn sao book đi đâu làm ở đó. Và cái tuổi của mình hiện tại chính là 29 tuổi. Trời ơi. Ê, bữa nay lên đây không có ai trả cát xê đâu nha. Mục tiêu đến đây là không cần cát xê, chỉ cần có người đem về. Phải xác định rõ mục tiêu. Được. Rồi, bạn anh ghế áo xanh giới thiệu luôn đi. Dạ, em tên là Dương Phương Tơn, năm nay em 25 tuổi, hiện tại đang là kỹ sư detailing của công ty nhà thép Tiền Chế. Quê ở đâu? Dạ, em đã ở thành phố Buôn Ma Thuột. Dạ, làm việc ở Sài Gòn. Rồi, ngon lành. Em giới thiệu mình đi. Dạ, em chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt. Em chào quý vị khán giả và các anh chị. Em tên là Nguyễn Vũ Tiệp Nhi, em nhỏ nhất ở đây, em 24 tuổi. Dạ, em làm công việc tổ chức sự kiện của một công ty truyền thông. Em sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn luôn ạ. Rồi cho Nhi giới thiệu luôn ưu điểm của nhược điểm luôn đi. Dạ cái này hơi khó trả lời tại vì em thấy mình cũng nhiều ưu điểm á. Kể ra thì hơi chiếm sóng chương trình. Được hết, anh ngồi tới sáng luôn cũng được. Dạ vậy thì em nói gọn thôi là ưu điểm của em là Nổ. Dạ cái gì em cũng giỏi hết á, hầu như em không có khuyết điểm ạ. Anh mới vừa thấy khuyết điểm luôn á. Khuyết điểm của em là hơi tự tin một xíu thôi ạ. Bạn trai cái xanh kia bị áp đảo không vậy nè? Ấn tượng chị. Dạ nếu mà em có cơ hội em thể hiện tài năng ra đảm bảo áp đảo mới nói. Thấy hai đứa trước tiên là hợp cái vụ tự tin rồi đó. Ưu điểm khuyết điểm của em là cái gì? Em chịu khó lắng nghe người khác, nó ăn được, lại hay thích chơi thể thao ạ. Khuyết điểm của em là não cá vàng. Công việc có quên không? Dạ công việc thì không quên, mà những cái việc nhỏ nhỏ như là cái chùm chìa khóa mình đông để đông tí xíu mình quên liền, với lại hay delay. Ủa đi làm mà có delay rồi sao? Dạ không, kiểu như là em hay muốn là công việc đó mình làm một chỗ luôn một lần chứ phải là làm chút. Cũng liên quan gì tới cái chuyện đi trễ? Đi trễ thì em không bị trễ được rồi. Chứ delay là cái gì? Delay là mình trì hoãn công việc á chị. Tôi không biết mà tôi đi máy bay mà tôi nghe delay là tôi biết máy bay bay trễ rồi đó. Giống như là ăn sáng mình delay chị. Quay qua với anh Tài của tôi. Anh còn tài gì anh thể hiện luôn đi anh. Em chỉ có duy nhất cái tài lớn nhất là cái tên em thôi. Còn khuyết điểm thì nhiều lắm. Nói nhiều nè. Hồi xưa quen con gái có đôi khi là mình nói chuyện là mình hay nói với bạn bè mình trước mặt là nó. Nhưng mà nói trước mặt bạn gái luôn hay là nói sau lưng thôi? Cũng có nói luôn sau lưng, trước mặt chỉ nói em hai mặt lắm. Trời ơi, em được cái thế mạnh là em thẳng tính rồi đó Tài. Dạ đúng rồi, thẳng tính Đạt. Còn thêm cái tật nó khùng khùng nữa. Ai khùng? Em.
Tưởng nó nói chị với Đạt khùng chứ. Dạ, em đâu dám nói gì đâu. Dạ. Cái khùng nên... là cái thế mạnh hay thế yếu em nè. Dạ, nó cũng là một cái thế mạnh, cũng là một cái thế yếu anh. Nhưng mà nói nhiều mà nói đúng hay nói nhiều mà nói bậy? Có những chỗ đúng có chỗ không đúng. Em có sở trường làm ta vui rất dễ, rất nhanh. Và khi người ta lên tới đỉnh điểm xong để chuyển qua cục xúc luôn, để chửi lại mình luôn. Cái bạn nữ nè, nãy giờ cười hoài. Bây giờ em nói đi, đừng cười nữa. Biết răng đẹp rồi, biết mũi cao luôn rồi. Dạ, em biết em đẹp, biết em đẹp. Thiệt hay dễ sợ, đáo để chứ. Điểm mạnh của em thì chắc có lẽ là vui vẻ, hoạt bát. Có một cái đó là em học hỏi khá là nhanh. Nhược điểm lớn nhất của em đó là em rất là nóng tính. Ví dụ? Ví dụ như bạn nam mà làm một cái gì đó cho em cảm thấy không hài lòng á, em sẽ thể hiện sự khó chịu ngay lập tức. Và đặc biệt là trong một mối quan hệ á, khi mà bạn ép buộc mình rằng là mình đã làm như vậy là sai mà mình không hề sai, thì có thể là xảy ra vũ lực luôn. Một cú đá sừng phi hay là sao? Dạ, nhiều lắm anh. Hồi xưa em có học võ vô Việt Nam. Bây giờ chị mới hiểu cái từ em nói cực phẩm hồi đầu. Mỗi người mỗi màu sắc, người hiểu, ta có quyền hiểu, được, được. Mà đẹp như vậy mà không lẽ bị ế, phải nhờ đến ông hai bà mối mình đúng không? Tại vì ai cũng nghĩ là đẹp, có nhiều người yêu nên thành ra mọi người cứ nghĩ là em có người yêu, nhưng thật ra em ế. Thật ra em ế. Em nghĩ tại vì mình ế là tại mình nóng nảy và nóng tính không? Vừa sai một cái là... Ngon nha, nhà trai coi chừng lép vế nha, phải cố gắng thể hiện bản thân lên nha. Rồi mình nghe tình trường của các cô gái nè. Em có hai mảnh tình bắt vai rồi. Mối tình đầu là quen từ hồi lúc em học cấp 3, thì bạn đó ở chung quê với em luôn. Và hai đứa lớn lên cùng nhau giống như là thanh mai trúc mã vậy đó. Mối tình nó được mấy năm? Dạ chắc 7 năm á chị Tường. Trời ơi, nhưng mà là hai đứa kiểu như bạn học chung nối khố luôn á phải không? Dạ đúng rồi, bằng tuổi nhau. À, rồi kêu nhau là kêu tên hay kêu anh em hay kêu mày tao? Dạ hồi xưa kêu mày tao, xong rồi đến khi lên cấp 3 kêu tên, rồi đến khi lên đại học chuyển thành anh em, rồi đến giờ chia tay kêu tên. Ê mà mấy đứa mà thân với nhau mà kêu mày tao hay quýnh lộn nhau lắm, em có không? Dạ có chị, em nói chị là em có. Em rất là nóng tính nên thành ra là có quýnh lộn đó. Trời đất ơi, tôi hỏi chơi mà có thiệt luôn hả? Rồi quýnh đứa nào thắng? Dạ đương nhiên là mình không bao giờ thắng được. Hú hồn. Chia tay là đúng rồi. Dạ, trời đúng. Ơi trời, cho một cuộc đấu võ mà thực nhiên người đàn ông ăn người phụ nữ cũng không hay mấy. Rồi cuộc tình thứ hai? Đến một cách chóng vắng và đi một cách chóng vắng. Bao lâu? Dạ chắc cỡ mấy tháng thôi chị. Đối với em thì một khi em đã quen bạn đó rồi thì em sẽ có xu hướng là muốn ổn định gia đình. Nhưng mà bạn thì vẫn muốn bay nhảy. Nên thành ra là không có hợp. Bạn trai bên ghế màu đỏ kia sao nãy giờ im lặng quá vậy? Hồi nãy mà tại em đang nghiệm lại cái vấn đề võ thuật. Dạ. Hồi nhỏ em cũng có học võ. Dạ được một tuần lễ. Em có học cái chiêu mà mình đồng gia sắc không? Dạ không có đồng mình đồng gia sắc. Bình thường là em có thói quen là đưa đầu qua đỡ trước. Em là người chuyên đi đầu. Rồi tình trường mình sao nè? Em có 3 mối tình. Mối tình đầu tiên thì là một cái mối tình nó khá là đẹp với em, bởi vì cái mối tình đó giúp cho em nó thay đổi hoàn toàn cái bản thân của em. Dạ idol của em. Ngon, dạ. Ngon, dạ. Ngon. Rồi cái mối tình đó kéo dài được bao lâu? Khoảng tầm hơn 9 tháng. Có thể là lúc đó em trẻ trâu quá, em là một thuộc dạng là khá là nóng tính, thì hai bên đều có cái tôi nhất định. Mà lúc đó thì mình cũng chưa trưởng thành về trong trải nghiệm cuộc đời hay là cuộc sống như này kia trong tình trường nữa. Cho nó qua luôn. Mối đó. Hai. Mối thứ hai là em mới quen cái bạn này, là bạn đó cũng học nghề hướng dẫn viên. Nhìn nhau cái tự nhiên cảm giác như là lay động gì đó. Quyết định quen nhau luôn. Mấy tháng? 6 tháng. Rồi sao chia tay? Gia đình em cũng người dạng khó khăn, nên là em lúc nào cũng là có cái tư duy là hơi hành bạn gái một xíu, là chỗ là em phải thế này nè, nó sẽ giúp cho em tốt hơn. Thôi gia trưởng quá. Mối tình trưởng, em không ép buộc cái gì hết. Rồi mối tình thứ ba đi. Mối tình thứ ba thì mấy tháng? 3 tháng. Trời ơi, thấy chưa, đặt tên tài mấy tháng. Coi như là 3 tháng hè bé nó về quê chơi hay sao? Cô gái đó là một người bạn thân thiết từ nhỏ tới lớn, như một người bạn thân của em. Trong một lần đó là mùng 3 Tết năm 2017, em về em chơi Tết nhà chỉ bạn em. Chỉ có phụ nữ mới kỹ tính đó. Như vậy thôi. Là khi mà nói chuyện với bạn đó thì bạn đó cũng trùng hợp với em, là em cũng họ Lê, bạn đó cũng họ Lê. Mà có cái tình cờ rất là thú vị, đó chính là hai đứa là giống như kiểu là nhây với nhau, vui vẻ, xong rồi đi karaoke. Xong cái bạn đó nói gì em, cái xong đang ngậm bia em phun cái phèo vào mặt bạn đó luôn. Rồi chia tay? Không, lúc đó mới quen thôi. Bạn đó đi ra ngoài em nghĩ là chết rồi, địa bàn của nhà này. Thôi nó kêu người vô nó hốt mình. Cô
cuối cùng tự nhiên đâu bà chạy lực vô cái phòng karaoke, bà tự nhiên bất kỳ mình nhỏ em mình chia tay bạn bạn trai nó ở ngoài á, khóc lóc sùm gây lộn tùm lum hết á, bạn hay giải quyết giùm tôi đi gì trời. Xong em ra giải quyết, em nói nhỏ như lỗ tai của bé em của bạn đó thôi, tự nhiên mà nó hết khóc cười ôm bạn trai luôn. Em nói câu gì vậy? Xong em... bạn đó cũng hỏi em giống câu như anh Đạt hỏi. Có gì đâu, nói đơn giản à, người đàn ông quan tâm phụ nữ đôi khi có lỡ lời xíu nhưng mà hay nhìn sâu thẳm vào trái tim họ. Cái câu nói đó bật dù có thể khó chịu nhưng mà bên trong nó thực sự muốn tốt. Tự nhiên nhỏ nó hết bật luôn. Chuyện gì đâu mà nó dài mà. Họ gì? Họ Lê phải không? Dạ Lê. Họ hỏi giới thiệu họ tên tôi coi có ai họ Lê không? Không phải, đây có trùng hợp không? Không, đây phải họ Lê. Dạ Lê. Họ Lê luôn. Thấy chưa? Dạ, em là Lê Thị Phương Thảo. Nhưng mà ông có rút ra được là nguyên nhân tại sao mối tình nào cũng chóng vánh không? Cụ thể ngắn gọn. Mối tình gần nhất đi là mới nhìn 3 tháng. Em rút ra ngoài học sau một lần, bà nó quyết định chia tay với em. Làm em hụt hẫng mà trong đầu em trống rỗng. Em ra bùi gì em cầm ly bia em muốn. Em ngồi suy nghĩ. Tự nhiên em lên Facebook em thấy một status của chị em đăng luôn đúng thời điểm luôn. Có người đến. Đến lúc ra lúc đó tự nhiên bỗng nhiên đi sẽ để chúng ta lại cái gì đó. Thì em ngẫm cái câu đó em ngộ ra, à em sáng cái đầu em ra liền. Tại lý do một phần là mình áp đặt nó quá nhiều về vấn đề là phát triển bản thân. Từ giờ đến cuối chương trình tôi không hỏi anh này câu nào nữa hết trơn. Thiệt luôn á, em có rồi nghĩ là tại vì mình đến cuộc tình đó vì một câu nói và chia tay cũng vì một câu nói không? Có thể đó là cái điểm yếu của em, đó chính là nói nhiều quá về vấn đề phát triển bản thân đó. À, em rút ra kinh nghiệm là em không, đừng nên nói nhiều nữa. Ờ đúng, im lặng. Ờ thôi im luôn đi chơi. Em trai, mỗi người có một thế mạnh riêng. Em thì sao, tình trường như thế nào? Em thì trải qua hai mối tình. Thì mối tình đầu thì em là 3 năm. Hay chứ, 3 tháng người ta 3 năm nè. Rồi 3 năm sao em? Đến cái khúc mà chia tay á, thì em chủ động em nói bạn đấy. Bởi vì có vướng mắc về gia đình ạ. Rồi qua mối tình thứ hai. Dạ mối tình thứ hai thì cũng được 3 năm nữa. 3 năm nữa? Trời ơi, cậu này hay ha. Mối tình nào của người ta cũng 3 năm kìa. Em thấy trong suốt 3 năm tụi em có tiếng nói chung á. Cụ thể là cái trường hợp gì? Cụ thể là cái quan điểm sống và cái điều kiện bạn đó đưa ra cho em. Điều bạn đó đưa ra làm sao? Một là con trai miền Tây. Gia đình bạn đó chỉ thích con trai miền Tây. Dạ. Hai là về miền Tây và lập nghiệp với bạn ấy. À. Dạ. Vì cả hai điều đó em không đáp ứng được. À. Dạ. Rồi bây giờ đến cái mối tình thứ ba. Dạ. Thì em rút cái kinh nghiệm gì của những mối tình trước? Đừng có để 3 năm hoài cuộc em đời đó. Em sẽ tìm hiểu về cái tương lai bạn đó muốn là gì. Bé Nhi, thường là em phải gánh luôn á. Dạ, em bỏ đầy hai đòn gánh luôn anh. Rất nhiều hả? Dạ đúng rồi. Bao nhiêu chục nữa hả? Dạ, hay là nhiều quá anh có thể ngồi tới sáng nghe em nghe. Dạ, nếu mà kể mà sợ người cũ em coi chương trình á, kể mà sót á thì cũng sợ mọi người tuổi hơn. Dạ đúng rồi. Rồi thôi, mối tình đầu. Dạ, mối tình đầu là 3 năm. Em kiểu là con gái á, thường là thể hiện tình cảm rất là nhiều, quan tâm yêu thương rất là nhiều. Nên là cái gì mà nhiều quá thường sẽ người ta sẽ không có trân trọng. Em biết là trong đó nó có một cái phần lỗi của em. Nói em là gì? Là do em cái gì cũng lo hết. Dạ đúng. Còn rồi xong đổ thừa người ta không lo gì hết. Chia tay. Dạ đúng. Tiếp nè. Dạ, cái mối tình thứ hai thì kiểu là mình trưởng thành hơn rồi, mình nghĩ là mình phải tiết chế lại, nhưng mà sau đó em bị phản bội. Đó kéo dài được bao nhiêu năm? Dạ 1 năm. Dạ cho tới bây giờ đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy mà nãy nổ quá trời. Bây giờ là mọi người trái tim đã bình ổn hết trơn rồi đúng không? Bây giờ là mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình để tiến tới một cái đoạn đường dài. Thẳng hỏi Nhi luôn đi, bây giờ cái mẫu người lý tưởng của Nhi là như thế nào? Quan điểm của em á là cho dù mình đặt ra cái hình mẫu lý tưởng như thế nào thì cái quan trọng nhất vẫn là cảm xúc của mình thôi. Khi mà mình gặp đúng người, đúng cảm xúc á thì tất cả những cái hình mẫu đó nó đều không có còn quan trọng nữa. Em thích về hình thức hay là hình dạng hay là cái hình bóng? Em cái gì đó để anh mường tượng anh đía qua coi. Dạ hình thôi, đừng có bóng. À thích hình thôi. Thì nãy giờ em nghe cái giọng của cái anh chàng áo xanh đây thì em mường tượng ảnh là như thế nào không? Dạ em nghĩ chắc là một người điềm đạm, hiền lành. Cảm giác ban đầu thì như thế thôi ạ. Người ta tưởng tượng mình đó điềm đạm hiền lành đó, còn mình tưởng tượng người ta làm sao? Chắc cũng mình nó cũng điềm đạm, xinh gái. Nhưng mà mẫu người lý tưởng của em là người như thế nào? Em thích con gái rất là kiên cường. Dạ. Về ngoại hình có thích chiều cao thấp mập ốm lớn? Dạ chắc em cao cỡ khoét 1m73 thì em nghĩ bạn nữ cần cao 1m55 đổ lên tí. Ok. Còn Tài, mẫu người lý tưởng của Tài sao? Cái hình mẫu của em á là một người con gái. Thứ nhất
em rất là thích đi từ thiện. Nếu mà bên nhau mà có một cái hành trình nào đó để cùng có thể là hạnh phúc với nhau á, thì phải cùng nhau có thể là hướng về cái việc đó chính là đi thiện nguyện. Cái thứ hai và cái tiêu chí mà em quan trọng nhất, phải cùng nhau có một bữa cơm gia đình, ít nhất một tuần phải ba bữa. Tại vì từ nhỏ tới lớn em thiếu bữa cơm gia đình. Và cái thứ ba đó chính là về ngoại hình ưa nhìn, với lại cái chiều cao nó sẽ tương xứng với em khoảng tầm. Những cái điều em đưa ra nó cũng đơn giản thôi. Sao? Dạ. Em kìa, em cười qua vậy. Thật ra từ xưa đến giờ em cũng không có đặt ra bất cứ một cái hình mẫu nào cho bản thân mình hết. Chỉ cần người đó có ngoại hình ưa nhìn là được, và at least là phải cao hơn em. Một người hoạt bát, vui vẻ, thông minh. Nãy giờ em thấy hoạt bát vậy đủ chưa em? Dạ đủ, dư luôn chị. Dư rồi ha. Dạ. Em không thích một người gia trưởng. Nhưng mà nãy em nói em muốn chồng em cao hơn em hả? Dạ đúng rồi. Em cao nhiêu? Dạ 1m65. Bạn này phải cao trên 1m7. Đúng không em? Bên đây cao hết, trên 1m7 hết đó chị. Em cao nhiêu? Dạ 1m75. 1m75 cưng, yên tâm nha. Ở bên kia 1m73. Trời ơi. Giờ tôi thêm khai thác họ nhà gái nè. Dạ em xin chào chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt, cùng hai anh và chị bên kia với lại quý vị khán giả. Thì em là bạn của Tiệp Nhi. Tiệp Nhi nó cũng cô gái rất là dịu dàng, nhưng mà cũng sẽ có một số nét cục xúc. Tiệp Nhi sẽ thích một bạn nam hề hước một chút, lắng nghe bạn một chút. Tại vì nhiều khi bạn cũng nói cũng nhiều, sẽ đặc biệt thích những cái người mà thích nghe bạn hát. Em xin phép hỏi một xíu anh ghế xanh. Em cũng chia sẻ thêm là bạn của em á, rất là thích sự rốt rẽn, cái gì cũng muốn liền. Khi em nghe mình hơi có một cái xíu cái sự delay nhẹ. Anh xin tính chính là cái delay đó của anh, đó là những cái vụn vặt hàng ngày thôi. Còn những cái kế hoạch lớn dành cho một người mình quan trọng á, anh sẽ luôn đúng giờ. Nhưng mà nãy bạn em á nói em cục xúc là sao? Dạ em vậu nhẹ hả anh? Vậu là thế nào? Dạ không nói. Không nói có gì đâu, cục xúc. Cái đó cũng là một phần một cục xúc. Một thể loại cục xúc. Cũng một thể loại cục xúc, bởi vì em cũng... Binh quá à. Thôi bây giờ cục xúc gì tính sao bây giờ nói hát đi Nhi. Tại vì bạn em nói em thích mọi người nghe em hát. Dạ, vỗ tay. Dạ, vậy em xin phép hát một vài câu, một đoạn nhỏ thôi nha. Người hãy quên em đi và đừng yêu em nữa, dẫu anh không còn gì để vương vấn. Người hãy quên em đi, đừng chờ mong chi nữa, tiếc thương gì cho lòng thêm xót xa. Tình yêu này sẽ chẳng lâu bền, vậy thôi ta đành kết thúc êm đềm. Tình yêu như là gió thoáng qua thêm. Người hãy quên em đi. Wow. Mọi người rất chăm chú nghe em hát. Rồi, em đó tài. Em được cái là em đọc rap nó ổn hơn. Okay. Giờ nó gần gần như nói hay quá. Okay. Nhưng mà cái quan trọng nhất là em không được lời. Trời ơi, mình bắn đại đi. Em nhớ được khoảng tầm 4 câu đầu trong cái bài Phiêu Lưu Ký của anh Dĩ Choắc. Lồng lành lấp lánh kiều xa, lông bào châu báu thiêu hoa, sưng hùng sưng bá nghe vàng trái ló. Em qua câu thứ tư. Hai, rồi ba. Tiếp luôn. Vô. Lòng lành lấp lánh kiều xa. Em làm lại ba câu thôi nha. Ok. Rồi. Lòng lành lấp lánh kiều xa, lông bào châu báu thiêu hoa, ngai vàng trôi lá. Tình 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 em quên nữa. Duyên quá. Em có một cái yếu điểm là em hay quên nữa. Thuộc được mấy câu? Hai câu rưỡi. Hai câu rưỡi chứ không được ba nữa. Thôi cúp dẹp cái nhỏ nhà trai luôn đi. Bây giờ em ngồi gái ngồi ghế đỏ, em làm lại đi em. Cứu nó đi em ơi. Em sợ em cũng giống ảnh quá. Không sao, em đừng đọc rap. Không, đừng không, đọc em rap. Không đọc rap nhưng em cũng quên lời giống ảnh luôn. Em thấy sự đồng cảm rồi chị à? Em im đi. Dạ, nếu như em có hát sai lời thì em mong là tác giả thông cảm. Thấy người ta tinh tế không? Dường như nắng đã làm má em thêm hồng, làng mây bay đã yêu tóc em. Thẹn nhìn anh khẽ cười khiến em thẹn thùng, áo trắng em bây giờ tan trường. Dạ em thuộc tới đó thôi. Ê, chết cha rồi, nhà trai tôi lép vế về trời trời. Hai cô gái hát hay quá.
Em làm gì vậy em? Em vẫn đáp lại bên kia, em hát được. Đừng làm chị mất mặt nữa nha. Rồi. Chứ Hương Tài nó làm chị lên thăng xong rồi đó. Được không? Dạ được. Em xin thể hiện bài hát Chuyện của mùa đông, mà em cũng thuộc mỗi khúc đầu thôi. Một sáng thức dậy, nhìn thấy em bên mình, thấy em ngủ vui trong vòng tay anh, cuộn tròn thì thầm bên anh, kỳ nắng lên rồi, buổi sáng in vui trong tiếng nhạc, có bao giờ đông ngọt ngào đến thế, mùa đông dịu dàng đến thế. Lắng nghe tin em khẽ cười. Wow, phiêu ghê ha. Thôi được rồi, cũng lấy lại phong độ rồi. Hỏi nhà gái, còn hai bạn bây giờ là mình đi theo ủng hộ bạn ghế đỏ đúng không? Bây giờ mình Thảo, cho ý kiến Thảo nè. Thảo nè, ý kiến hai chàng trai của tôi nè. Dạ, em chào các anh chị trong trường quay. Em là Huỳnh, em là em đồng nghiệp của chị Thảo. Về hai chàng trai thì em thấy là mỗi một anh cũng có một cái điểm thú vị riêng. Nhưng mà em muốn hỏi anh ghế đỏ là cái nghề MC là mình cũng phải chạy show nhiều đúng không anh? Thì em không biết là anh có thể dành thời gian được cho bạn gái của anh nhiều không? Chắc chắn được. Với hình ảnh từ nhỏ của mình không được gần gia đình, không được tình cảm với nhau lắm, nên là mới suy nghĩ rằng sau này mình phải sắp xếp được thời gian cho gia đình. Cái thứ hai nữa, từ 2017 là tập thói quen là mỗi tháng đều phải về nhà một lần để kết nối lại với gia đình. Ý mốt có bạn gái là một tháng sẽ gặp mặt một hai lần đi chơi. Nhiều hơn được không anh? Có một hai lần thôi hả? Đồng, mục đích là một tuần phải gặp hai ba lần. Ba mẹ thì tháng gặp một hai lần, còn bạn gái một tuần gặp một hai lần. Có hiếu lắm. Rồi em gái muốn hỏi gì kìa, hỏi đi cưng. Em cũng có một câu hỏi cho anh ghế đỏ luôn. Cái tuýp người phụ nữ lý tưởng của anh ấy là một tuần sẽ nấu cơm, ăn cơm ở nhà ít nhất là 3 lần. Vậy thì cho em hỏi là đấy có phải là một điều anh có thể thỏa hiệp được không? Anh có nói trong cái quan điểm của anh đó chính là quan trọng là được ăn cơm cùng nhau. Chứ không phải là bắt cô kia nấu cơm. Chính xác. Vậy có nghĩa là anh nấu á? Anh nấu, anh vô bếp nấu cơm cho gia đình ăn được. Rồi, cảm ơn anh. Rồi, bây giờ là mở cửa trái tim cho các bạn gặp gỡ nhau, được chưa? Mở cửa trái tim. Tèn 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 tèn. Cửa trái tim đi nào. Oh. Có điện gì bắn chưa? Bắn đi. Điện âm ỉ trong đây rồi chị. Âm ỉ hả? Dạ. Trời ơi, sao đứng hình luôn vậy? Muốn làm gì làm đi. Ai, chứ mình sân làm. Khấu đây là của em đó. Là tặng đúng người hả chị? Ủa em muốn tặng ai em tặng chứ chị, tự nhiên tùy theo cảm xúc của em. Trước tiên thì cái món quà này là cái thói quen tại hay tặng quà cho người thân á, người quen là đa phần là thích tặng sách nhiều hơn chứ không có ít tặng hoa đồ thế này cái kia lắm. Có một cái hai cái từ mà tại rất thính cho thích trong cuộc sống. Thứ nhất là từ đáng giá và từ đắt giá. Thì hôm nay em tặng cái món quà đó là một quyển sách tên là Bạn đắt giá bao nhiêu. Này tại xin phép tặng bạn. Em có thể làm cái dáng hình nền nó được cho anh coi được không? Báo giá luôn nè. Một tay đúng không? Đó. Rồi rồi được. Rồi đây nè em chặn trực tiếp luôn đi. Rồi báo giá luôn nha. Dạ, cảm ơn anh. Dạ thật ra thì cuốn sách này đã có một người ngồi ở trước kia đã tặng cho em. Và em đã đọc rồi. Dạ, và em rất thích cuốn sách này. Như em nói thêm một điều nữa, mỗi thời điểm đọc nó sẽ khác nhau, trải nghiệm khác nhau. Lành quá à. Và tặng quà xong chưa? Dạ rồi. Không vừa về chỗ. Để người khác nữa. Đó, không cần nói nhiều. Trước tiên thì anh không phải là người hoa. Thì anh nghĩ là trong cuộc sống á, em sẽ có những cái stress hoặc là những khó khăn trong cuộc sống. Thì anh nghĩ là bó hoa này nó sẽ làm em thoải mái hơn, dễ chịu hơn để mình tiếp tục cuộc sống này nhé. Dạ, bó hoa này nó sẽ làm em béo phì. Lần đầu tiên gặp mặt nhau thấy như thế nào? Khi em stress em sẽ làm gì? Dạ, khi mà em stress á, thường là em sẽ kể với mẹ, kể với bạn bè, kể với nhiều người nhất có thể. Hôm nay có anh được không? Yeah. Anh cũng rất thích nghe người khác nói chuyện. Em thích là mình có một cái không gian riêng để mình tự chữa lành cho mình ở bên trong. Mình tự anh suy nghĩ lại những cái căng thẳng của mình đã qua. Anh sẽ tôn trọng những cái khoảnh khắc riêng tư của em. Mày rất quyết tâm ha. Ê, tính ra này nó cũng lanh quá ha. Quyết tâm. Nếu mà để bạn nữ là phải biết tên. Bạn này tên gì? Như gì ạ? Trời, hay. Đúng không nè? Đó, vậy là có chứ bộ. Cảm nhận của Tài.
Bạn học võ gì vậy? Ngọc Bô Vi Nam. Ủa, hẹn hò hay là hẹn nhau quýnh lộn vậy? Mấy bạn ơi, mình có lộn chương trình không? Bạn nghĩ sao về mình? Vậy thì tại sao bạn không nghĩ sao về mình? Mình đang hỏi trước mà. Nhưng con gái có quyền được hỏi ngược lại. Chị từng kêu câu em hỏi đúng không? Em không chịu hỏi trước. Thấy căng căng nữa rồi đó, cãi lộn nữa kìa. Quýnh lộn. Hôm nay nãy hỏi gì quên ta? Ý là quên cái câu đó rồi. Cảm nhận ơi. Cảm nhận sao vậy em? Không có tâm gì hết. Cảm nhận của anh về em hả? Về cái chiều cao thì ok, ngoại hình dễ nhìn, da sáng, gương mặt này em để ý thì hơi góc cạnh xíu, tức là em nghĩ là bên trong cũng khá là đanh đá. Em thích kiểu vậy đó, em thích kiểu vậy đó. Trước tiên thì mình thấy là Tài cũng rất là dễ thương, vui vẻ, hoạt bát, cũng chịu nhường mình. Đồng thời thì mình cũng rất là trân trọng khi mà Tài nói là Tài thích những cái hoạt động từ thiện. Đối với mình thì mình cũng rất thích những hoạt động đó. Và về gia đình thì đúng là mình cũng rất là muốn dành nhiều thời gian cho gia đình hơn. Ủa, nhớ cái vụ mà mối tình đầu đó, rồi mình kêu mày tao, rồi sau đó cái mình kêu bạn kêu tên, sau đó mình kêu anh em. Mà hình như Tài nó lớn hơn em, sao em kêu bằng tên, không kêu bằng anh vậy? Dạ, tại nhìn thấy xem. Không có đâu, tao lớn tuổi hơn. Không, mặt em trẻ chị. Kêu người ta bằng anh đi. Mà em cũng khoái với kiểu mà kêu người tao. Ok, kệ em đi, tôi minh giật em đó. Ôi, hai tay này thiệt luôn á. Đâu, quan điểm về hôn nhân em như thế nào? Quan điểm của em á, hôn nhân là một cái gì đó rất là thiêng liêng. Nên em sẽ kết hôn khi mà em đúng người, chứ sẽ không kết hôn vì mình đến tuổi phải kết hôn. Và em là một người hướng về gia đình nhiều. Em nghĩ về cái tài chính trong gia đình thì ai sẽ là người quản lý? Nếu ai quản lý tốt thì người đó quản lý. Nhưng mà em vẫn muốn một bạn nữ. Em nghĩ là khi mình lấy vợ là mình có quỷ đen không? Dạ, cái đó thì cũng tùy. Tùy cái gì? Tùy là mỗi tháng bạn nữ cho mình bao nhiêu. Em hỏi thử đi. Em nghĩ bao nhiêu là đủ? Dạ, em nghĩ là không nên có tiền riêng. Em sẽ lo tất cả mọi thứ, từ ăn sáng, ăn ở nhà. Em có thể chuẩn bị cơm cho anh đem lên công ty. Không có một khoản riêng nào luôn em à. Em nhắm gì em sống nổi không Đạt? Em rất thủ đoạn kìa. Chứ em phải em bê tông cốt thép, nhận như là khuôn khổ này, khuôn khổ này đâu. Em đôi khi em phải có một cái những cái hầm rồi. Vậy là có quỷ đen. Cái chuyện đó chị... Trời ơi. Nhưng mà em đồng ý. Đồng ý gì? Em đồng ý là người đàn ông phải có quỷ đen. Tại sao? Tại sao? Tại vì ví dụ như những dịp lễ chẳng lẽ ảnh không thể nào tặng quà cho em, tại ảnh tặng, ảnh đưa hết tiền cho em rồi. Em không thích cái người nào mà tự nhiên chuyển tiền em tự đi mua đi không. Em thích là người đó phải chủ động. Khó ha, thấy chưa, đàn phụ nữ khó lắm. Nói về những ngày lễ vậy á, thì em thích tự mua quà cho em hơn. Bản thân em biết là mình thích cái gì. Và em nghĩ là em vui là cái món quà tốt nhất cho cái người đó. Hay quá. Ôi rồi bây giờ giả tỷ ra đường rồi nó gặp bạn gặp bè rồi này kia rồi, rồi coi như là cái gì cũng phải về xin em hết trơn hả? Em nghĩ là ảnh là một người tốt, anh sẽ có những mối quan hệ tốt. Là không cần tiền phải không? Dạ đúng rồi. Thôi. Sao cưng, với cái nghề của mình nè, đi ra ngoài nhiều, giao thiệp nhiều, cần mua quần mua áo là được. Bây giờ vợ cho đồng bạc nào em thấy sống sao? Em thấy ổn không? Căng hả chị? Căng hả? Nhưng mà với vấn đề tài chính của em á, em được cái là em có thói quen là em sẽ kiếm cách để kiếm nhiều nguồn. Ví dụ như lương MC đó cầm gì thì cầm đi. Còn cái lương. Tại vì em có nhiều cái nguồn cách kiếm tiền khác. Tại vì thực sự ra ví dụ như giờ em đi công việc đó, mối hệ em thì người yêu đâu có biết được đâu. Lúc đó tôi đi làm công việc. Thì vậy là gọi là quỷ Tài đen, nó còn không chịu nữa là có quỷ đen đúng không? Hỏi có nhiêu trong túi vậy, vẫn công khai có nhiêu túi. Ở đâu tiền ra nhiều vậy, kiếm nhiều nguồn. Vậy là cái này nguồn này là anh đưa em, còn nguồn này là để anh chi tiêu phải không? Dạ đúng rồi. Thấy vậy được không em? Dạ. Thảo. Dạ được. Nhưng mà đều phải cân bằng nha. Cái đưa cho mình nó phải cao hơn cái ghi nguồn riêng nha. Theo em làm bao nhiêu là cái phần trăm bao nhiêu 82 chị. Chị nghĩ cũng phải nhã cho nó, không ấy cho nó một đi em chính nó một. Chứ vậy tội nghiệp mà em chị lắm em, tự nhiên em xiết hết trơn, nó bể bánh xe nó phải xin tiền em, nó phải gọi phải tham em ơi anh bể bánh xe chỗ này nè. Dù quần áo em có lo quần áo cho dạ, tao. Dạ đương nhiên em lo chứ ạ. Dớ đồ. Dạ. Mà biết chồng mình thích màu gì không nữa, ai biết nữa. Dạ anh thích em thì em thích là anh phải thích. Wow wow wow. Làm cái khúc đó là chỉ có được em được quyền nhìn thôi. Cuộc thương lượng này tới đây là hết rồi. Bạn nữ có muốn có cảm xúc gì với bạn nam nữa không? Dạ, em tặng cho anh cuốn sách vui vẻ không quạo trước cái sự cục xúc của em. Mong anh ngày nào cũng vui vẻ. Vui vẻ không quạo. Nhỏ lấy tiền hết, nhỏ biểu đừng quạo. Trời ơi, nè, nắm tay đi, nắm tay nhau để truyền cảm xúc. Nhỏ bị phong thấp hay gì mà tay ướt nhẹp vậy? Không sao, anh sẽ sửa ấm. Anh sẽ sửa ấm em hả? Xong chưa? Về rồi. Về chỗ. Em, qua đây, nắm tay đi cưng. Cứ coi nhỏ có phải bị phong thấp không hay là tay ấn lạnh.
em coi coi cái luồng điện nó là âm hay dương không? Em test giùm. Dạ, âm dương hòa hợp. Cảm nhận vậy đủ chưa? Dạ được rồi. Cảm ơn em gái nha. Mời Thảo. Em có chuẩn bị hai món quà cho hai bạn luôn. Quà. Em... Cảm ơn em. Dạ. Cho hai bạn nắm tay xíu để nắm test. Nắm hai tay hả chị? Cũng được nữa. Đưa tay đây nào. Nhắm mắt lại em ơi, mới định thần được. Coi chừng trái phải nó lộn nhau á. Được chưa em? Dạ được rồi. Rồi em có bị loạn xạ gì không? Em thấy em không có bị bệnh tim nên thành ra mọi thứ bình cảm thường. Cảm nhận mỗi bàn tay khác nhau đúng không? Dạ khác, bên này lạnh bên này nóng. Rồi cảm ơn hai bạn. Thực ra thì món quà này có một câu em muốn tặng cho mọi người, đó là có em là có tất. Có tất, có tất thì có thất tiệt. Bây giờ là đến cái thời khắc quan trọng, cho nên mình phải thật sự có cảm xúc với cái người đó thì mình mới bấm chọn cái người đó. Mình không thích thì mình có quyền không bấm. Mình thích ai mình có quyền bấm. Chúng ta sẽ bắt đầu đến giây phút đưa ra cái quyết định của mình sau 5 giây. Năm, bốn, ba, hai, một. Chị em thấy mình cũng nhiều ưu điểm á. Dạ. Em biết em đẹp. Thoải mái hơn, dễ chịu hơn. Để mình tiếp tục cuộc sống này nhé. Áp đặt đã quá nhiều về vấn đề là phát triển bản thân. Điểm lớn nhất của em đó là em rất là nóng tính. Phải cùng nhau có một bữa cơm gia đình. Kế hoạch lớn dành cho một người mình quan trọng á, anh sẽ luôn đúng giờ. Bấm. Có ai bấm không? Có ai quên bấm không? Mày bấm hoài, bấm một cái làm em hết hồn. Đêm nay em lại khó ngủ. Cảm xúc nó không truyền tới được. Các bạn không có rung động với nhau thì làm sao mình biết được. Mời hai bạn trai bước lên. Mời hai bạn nữ bước lên. Hôm nay thiếu chút duyên thôi ha. Thế còn em? Dạ cũng không sao ạ. Mặc dù ngay tại đây chúng ta chưa có kết nối được với một cái người gọi là cùng chung một cái suy nghĩ, cùng chung cái quan điểm, cùng chung cái dòng cảm xúc của mình. Biết đâu thì trong một ngày gần đây các bạn cũng sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình. Chúc cho tất cả vui vẻ và thành công trong công việc nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ có những phần quà. Và chương trình sẽ gửi tặng cho mỗi bạn là một chiếc điện thoại Realme pin khủng sạc nhanh. Đây, tặng cho em. Dạ, cảm ơn. Và phần quà kế tiếp dành tặng cho các bạn đó chính là We Well Cool, nước uống thuần thảo dược giúp cho thanh nhiệt nè, hỗ trợ giải độc gan và tốt cho sức khỏe. Dù là thành công hay thất bại thì nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 vẫn dành tặng cho mỗi bạn một combo bột giặt Joy. Đây, chúc mừng. Quý vị khán giả đăng ký tham gia chương trình ghép đôi thần tốc với phiên bản kết đôi như ý bằng cách tải và cài đặt ngay ứng dụng Netlove. Hãy truy nhập ứng dụng Netlove để được đăng ký tham gia chương trình nhanh nhất nha. Chương trình ghép đôi thần tốc được phát sóng vào lúc 22 giờ 30 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22 giờ 45 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Hãy nhớ đón xem. Và một lần nữa cảm ơn nhãn hàng bột giặt Joy 2 trong 1, giặt và xả tất cả trong 1 đã đồng hành cùng với chương trình. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.